Mặc dù được dự đoán sẽ là một trận đấu cực kỳ căng thẳng và kịch tính, tuy nhiên trận siêu kinh điển như Real Madrid và Barcelona diễn ra rạng sáng nay đã có một kết quả hòa. Phải làm khách tại Camp Nou nhưng Real Madrid không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công. Barca cũng không hề thua kém khi tổ chức những tình huống đáp trả dựa trên khả năng phối hợp thoát pressing của Messi cùng các tiền vệ. Đáng chú ý, các cầu thủ và người hâm mộ của Real Madrid tin rằng họ xứng đáng được hưởng một quả penalty ở phút 18. Chuyên gia trọng tài của tờ Marca, Ivan Rakitic đã va chạm với Varane bên phía đội khách trong vòng cấm Barca, nhưng không có tiếng còi nào từ phía trọng tài chính. Rất rõ ràng là đã có phạm lỗi, nếu như có VAR, nó chắc chắn sẽ là một quả penalty cho Real. Tôi tự hỏi VAR ở đâu, ông Anduja Oliver nói thêm. Đáng chú ý, Real Madrid còn bị khước từ một bàn thắng, đó là tình huống mà Gareth đã sút tung lưới Ter Stegen ở phút 73. Tuy nhiên, lần này VAR đã vào cuộc và đưa ra phán quyết. Với kết quả hòa không bàn thắng, Barca và Real đã phải chia điểm tại Camp Nou. Cả hai đội tiếp tục chia nhau hai vị trí dẫn đầu và xếp hạng La Liga. Cũng trong rạng sáng nay, trong khuôn khổ vòng 17 Serie A, Juventus có cuộc đọ sức với Sampdoria. Mặc dù khó khăn khi phải làm khách trên sân của Sampdoria, những ngôi sao của lão phu nhân đã tỏa sáng đúng lúc để mang về chiến thắng. Các bàn thắng lần lượt được ghi do công của Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo góp sức một bàn với pha đánh đầu điều nghệ. Sampdoria cũng có được một bàn do công của Caprari. Chung cuộc, Juventus có được chiến thắng 2-1 và tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng. Cũng trong khuôn khổ này thì Sassuolo có chiến thắng 2-0 trước Brescia. Trận đấu sớm hơn trước đó là cuộc đụng độ giữa Liverpool và Monterrey trong khuôn khổ bán kết FIFA Club World Cup. Ở trận đấu này, Jurgen Klopp không tung ra sân đội hình mạnh nhất khi cất cả Sadio Mane và Roberto Firmino trên băng ghế dự bị. Những bàn thắng của lữ đoàn đỏ được ghi từ pha thoát xuống hạ gục thủ thành Barovero của Naby Keita. Monterrey cũng không thua kém khi chỉ 2 phút sau đó họ có được bàn gỡ do công của tiền đạo Rogelio Funes. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa sau 90 phút, Liverpool bất ngờ vượt lên dẫn trước từ cú đè bóng cận thành của Roberto Firmino. Chung cuộc, nhà đương kim vô địch châu Âu có được chiến thắng 2-1, cơ đó giành vé vào chung kết FIFA Club World Cup để so tài với nhà đương kim vô địch Nam Mỹ Flamengo. Cũng trong rạng sáng nay tại Carabao Cup, Manchester United có cuộc chạm trán với Colchester trên sân nhà. Ole Gunnar Solskjaer tung ra sân đội hình khá mạnh với Rashford, Martial và Greenwood. Xuyên suốt qua thời gian thi đấu của hiệp 1, cả hai đều không ghi được bàn thắng. Bước sang hiệp 2, United đã chứng minh được sức mạnh của mình khi ghi liên tiếp 3 bàn chỉ trong vòng 10 phút do công của Rashford, Ryan Jackson và Anthony Martial. Chung cuộc, Quỷ Đỏ đi tiếp với thắng lợi thuyết phục 3-0. Ngoài ra, cũng trong khuôn khổ Carabao Cup, Leicester City có trận hòa 2-2 trước Everton, Manchester City có chiến thắng 3-1 trước Oxford. Tại Bundesliga, trong khuôn khổ vòng 16, Bayern Munich có cuộc làm khách đến sân của Freiburg. Tuy nhiên, hôm sáng vẫn nhập cuộc vô cùng tự tin. Bayern Munich chỉ cần mất 16 phút để có được bàn thắng mở tỷ số do công của Robert Lewandowski. Tuy nhiên, Freiburg không hề nao núng và họ đã có bàn gỡ nhờ công của Vincenzo Grifo. Những tưởng hai đội sẽ phải chia điểm thì bất ngờ vào 5 phút cuối cùng, Serge Gnabry và sau trẻ 18 tuổi, Joshua Zirkzee là hai cái tên đem về hai bàn thắng cho hầm xám, có đó khép lại chiến thắng với tỷ số 3-1. Cùng trong khuôn khổ này, Hertha Berlin đánh bại Leverkusen với tỷ số 1-0, Gladbach vượt qua Paderborn với tỷ số 2-0, Wolfsburg và Schalke 04 hòa nhau 1-1, Cologne đánh bại Frankfurt với tỷ số 4-2. Trong khi đó ở Pháp, PSG có cuộc chạm mặt với Le Mans trong khuôn khổ vòng 1/8 cúp liên đoàn Pháp. Mặc dù không có được sự phục vụ của Neymar, PSG vẫn thăng hoa và có được 4 bàn thắng nhờ công của Sarabia, Choupo-Moting, Kylian Mbappe và Angel Di Maria. Le Mans có được một bàn danh dự do công của Manzala. Chung cuộc, PSG dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số 4-1. Cũng trong khuôn khổ này, Lyon đánh bại Toulouse với tỷ số 4-1, Amiens vượt qua Gand với tỷ số 3-2, Fas đánh bại Bordeaux với tỷ số 2-0, Nantes để thua 0-1 trước Strasbourg. Và cuối cùng là thất bại 1-2 của Nîm trước Saint-Étienne.